mới xuống sân bay của Phú Quốc và bây giờ sẽ là hành trình đầu tiên là đi về một cái resort. Bây giờ thì mọi người thấy đấy, Anna và Kubi đã rất là sẵn sàng và đã dẫn đầu đoàn rồi đấy. Quá nhiều thành tích rồi. Lần nào đi với hai đứa nhỏ là thôi, xách người cái nhà. Xách người cái nhà. Con thích đi biển nhất trên đời luôn á. Bây giờ mình sẽ đi biển, mình rất thích đi biển. Tôi nặng quá mà không chịu nổi luôn. Trời ơi, biết bây giờ mà lên xe đây. Con bé là ma nè. Anna ơi, giờ nắng quá, sao bây giờ? Cái này là cô bé Hoàng thằng xanh. Rồi, mình lên xe thôi. Cô Bi đã đi khám phá trước ba mẹ rồi. Đi đâu rồi? Em đi thăm quan thôi. Có thấy khách sạn đẹp không? Dạ. Có thích không? Có. Cô Bi nhìn đẹp chưa kìa, các cô chú đã mời chuẩn mời mình nước để đẹp lên đây. Chú không còn nước nào. Rồi, cảm ơn nha. Vừa về đến nơi đã được phục vụ rất là chu đáo. Ngon ha. Anh nào uống thử không? Uống không? Nghĩa là không có thể đâu. Cay, cay, cay. Chua. Nhỏ, cười tươi. Cười tươi. Cười tươi. Cười tươi. Vừa đến nơi thì mình được mời đến nhà hàng để dùng bữa trưa. Và hiện tại thì vừa bước ra đây thì thấy cái view rất là đẹp. Mình thấy nhìn thấy đằng sau là hồ bơi nè. Kubi quên mất mình rồi mọi người. Đã chạy đi mất rồi. Bi ơi. Sao chơi? Anh đã. Không. Anh đi, đi ăn cái. Không chịu, không chịu. Bỏ rơi mình rồi. Nói chung thì nó kém tính được giống mình. Mê chơi quên ăn. Đó. Thỉnh thoảng quên vợ luôn. Thỉnh thoảng quên vợ luôn. Cậu nhau biết. Và đây sẽ là một không gian rất là rộng lớn để mọi người có thể thưởng thức những món ăn với tiệc buffet. Bây giờ mọi người sẽ theo chân của Khánh Thi nha. Bà mồi hình như thấy cô bị nhiệt tình không? Đi ăn buffet lấy một bánh mì. Tại sao con lại chọn món này không vậy hả? Tại nó thích ăn bánh. Con thích ăn bánh hả? Để ba giới thiệu với mọi người, giới thiệu cho mọi người đi, con lấy món bánh gì đây? Đây là món bánh chiên. Bánh chiên, trời ơi bánh chiên, đang có phê ăn bánh chiên mọi người à. Chết tôi rồi, chết tôi rồi, lỗi rồi. Con muốn ăn cái món khác nữa không? À, nói chung là, đó mà thấy cô Bi rất là đơn giản giống mình. Là chứ thích ăn những gì mà rất là bình dị không? Bánh mì. Rồi thịt thì cũng chê, cá cũng chê, phô mai cũng chê, chê hết tất cả thứ cho bánh mì. Giới thiệu với mọi người món sở trường của mình, cơm chiên. Nước lúc nào cũng phải có món này. Mình chào mấy
Cuối cùng thì cũng ăn xong trưa. Mình cảm thấy sao? Rất là no. Mà thấy không? Bụng to. Mất cái sáu muối rồi. Mất cái sáu muối. Xin cảm ơn. Nắng đẹp như này là chiều mình sẽ ra biển mình chụp hình. Và hồ bơi này thì sẽ dành cho Kubi. Rất là đẹp. Bây giờ thì cả nhà mình đã dùng xong bữa rất là no nê. Người ta hay nói là căng ra bụng và trùng ra mắt. Bây giờ là đến lúc mà mình sẽ đi về phòng. Nghe nói là phòng của mình sẽ là một cái căn biệt thự rất là lớn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu con đường trở về phòng. Chưa gì mà Kubi đã nào đi sở thú rồi mọi người. Sở thú sẽ sau giờ nghỉ ngơi 1-2 tiếng đã. Cuối cùng thì gia đình mình cũng đến phòng rồi. Hiện tại thì đoàn của mình sẽ ở một cái khu biệt thự biệt lập. Và số phòng khu biệt thự của mình là 6007. Kubi thích ở villa này không? Có, tôi giờ cũng muốn có thẻ. À, biết là phải xây thẻ okay, đúng không? Bây giờ sẽ nhường cho Kubi mở cửa nè, Kubi bỏ khẩu trang ra cho ba nè. Đây là căn nhà của mình nè mấy bạn. Cho nên là thẻ đã thành căn nhà nè. Rồi, Kubi mở cửa vô nè. Được rồi đó. Wow. Wow, đẹp quá ta. Anh ăn gì nè? Ô, cái gì đây em ơi? Đây, 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 con gì đây? Hiện tại thì mình đã bước vào sảnh chính của khu villa. Vi đường phá. Wow, tất cả mọi thứ được trang trí rất là đẹp và cực kỳ sang trọng mọi người ạ. Đây là một phần... Vi đường phá. Nè, đừng có, để mà giới thiệu xong đã. Đây là một phần bánh ngọt mà khách sạn đã chuẩn bị cho gia đình mình. Kubi ơi, từ từ Kubi giới thiệu đã. Kubi giới thiệu đã. Đây là món thức ăn của mình mà mình chỉ thích rồi. Không đây. Cho ăn. Má, vô nghiệp quá. Không cho Kubi ăn. Không biết Kubi ăn. Chúng ta phải giữ lại một tí cho đẹp nào. Không. Chú Huynh đã. Mua như thế. Chứ gì là đã phá hết cái bài trang trí của người ta rồi. Cô là quán ngon. Ôi ngon. Có một cái khu biệt, một cái tòa villa như thế này thì chúng ta sẽ có cái hồ bơi mini. Mọi người có thể nhìn này. Ây da, ây da. Đó. Các hồ bơi mini. Dưới này. Ê, Kubi ơi, ấy, chưa bây giờ này bệnh, đi vô, anh em đi vô. Không vô. Nè, không vô mà đóng cửa mà nhốt mà. Nè, anh em đi vô nè, Kubi đi vô nè. Kubi ơi, chiều mình bơi, bây giờ nắng lắm, Kubi nhìn thấy nắng không? Không. Thấy hồ bơi còn hưởng thấy vàng. Rồi, chàng đã bỏ dậy. Kubi, nghe lời ba nào. Về đâu? Đừng tí mà. Cho không mát. Trời ơi. Quá là xương xẻo, quá là mát. Tầng 1 chúng ta có một phòng ngủ to master, một phòng ngủ master được thiết kế rất là cổ điển. Và bây giờ thì mình sẽ lên phòng ngủ của hai vợ chồng. Mình cũng không biết là mình ngủ phòng nào nữa. Tóm lại là cái phòng nào to thì mình sẽ nhảy vào. Mình có thể bắn sát. Oh. Mình rất thích kiểu thiết kế như thế này. Hiện đại. Nhưng mà
cái kiểu này, cái spa này được gọi là thiết kế theo kiểu tân cổ điển của mọi người. Nói chung là mình nhìn mình thấy rất là thích kỳ đó. Cái này là đúng gu của Thi rồi. Tất cả mọi thứ đồ từ bàn, ghế, giường. Cái này con ghế từ đi rồi mọi người nhé. Đó, mình sẽ chụp hình như thế này này. Đầu tiên thì giờ mình cảm nhận cái nệm này khá êm. Ôi trời ơi, chà. Đây là áo ngủ hay là áo tắm. Cái này sẽ mặc ra hồ bơi. Em phải vào lúc cái phòng này. Đây. Xin chào mọi người. Đây là cái phòng tắm mà em nghĩ là Thi cũng đã rất là thích và cũng muốn yêu cầu cái thiết kế nhà mới giống vậy, nhưng mà thật sự thật sự làm sao thật sự là. Wow. Mọi người ơi, tôi thích cái chỗ này. Chỗ chụp hình ở đây. Đẹp quá ta. Nè. Đấy, thấy quỳ chết rồi không mọi người? Mọi thấy quỳ chết rồi. Cái khăn này không chịu bỏ ra, quỳ chết. Và cuối cùng là bên này, một cái ban công thứ hai. Đây, cái góc này là góc chiêu riêng của bà xã này. Hoặc là mình có thể outdoor cũng được. Vô duyên. Là vô duyên. Nhưng mà góc kia là mình chụp hình được nhiều lắm. Quá đẹp. Mình nghĩ là tốt. Hôm nay là anh camera mệt mỏi rồi. Khung cảnh lãng mạn. Bây giờ cái gia đình chúng ta sẽ đi đâu cô Bi? Đi tắm biển. Đi bơi nha mọi người nha, không đi tắm biển nha. Mọi người thấy không? Hai cô này sexy của Phan Hiện đó. Cô nàng này mông cong quá. Ngực tấn công, mông phòng thủ, nhưng mà cái này là bụng tấn công. Đang làm đẹp cho con gái Diệu. Đi. Và bây giờ gia đình Hiển đã đến hồ bơi rồi. Mọi thấy anh như nè, anh á, đứng quay qua cho mọi người xem. Tạo dáng nè, cười nè. Nhìn mới qua cười đó. Tạo dáng đi. Làm duyên đi. Anh á. Xinh chết. Ngọt. Không biết bơi.
nâng chân lên, nâng chân lên, nâng chân lên. Sao nhát thế? Anh đi rất là nhát luôn. Đồ mình đặt kia có. Nam chẳng có gì kìa. Thích cái ta. Cái này như sách chó đi dạo. Ba hay ghê. Ba ví con như khói. Chặt rồi, để cháu to thì có tôi sạch rồi. Từ từ. Chưa, em Nam có sợ đâu mà sao con sợ thì đưa mẹ đỡ nào. Biết nhìn này, biết nhìn mẹ bơi này. Bơi rồi. Sao? Anh nghĩ là ai qua tay không, muốn nít, không ho nữa, không ho nữa mới xuống. Nam nó không sợ gì hết luôn á. A few moments later. Nói cho mẹ biết muốn em bay được bơi không? Ba. Bây giờ đi lên. Hai. Lên. Thế. Nào, stand up. La thấy anh chưa? Đến giờ phải lên rồi. Một người mê bơi đến cái độ mà cứ không chịu đâu. Chịu đâu. Có người dỗi hồ bơi kìa. Trước mặt kìa. Anna đi lên nha. Anna như nè xong rồi nè. Mình sẽ đi lên trước. Bây giờ mình chưa có cách nào để Anna lên được cả, mình sẽ quyết định mình lên trước. Để mình giả vờ xem là Anna có chạy theo mình không. A few moments later. Đưa tay đây. Đưa tay đây. Nào nắm vô cái này. Nắm vô. Và kéo lên. Kéo lên. Vậy thôi, ở dưới luôn nha. Ở dưới luôn nha. Quê rồi. Lên nha. Lên đây nè. Lên đây. Ôi, sao không chịu lên. Tham vui kính trợ lên. Đi nè. Thôi giờ mình đi về hết đi. Sao? Giờ mình đi về đây. Bye bye. Đó thấy anh Minh ngoan chưa? Anh tốt nhỉ. Anna ơi. Đi nhá. Ấm nào. Đi, ấm, đi về. Bye. Chỉ có một cách là phi xuống và lôi nó lên thôi. Ba. Ba mẹ. Lắc đầu. Bê luôn cả con. Bây giờ chịu không? Bây giờ con có chịu lên không?
chịu không? Trả lời nha. Không chịu đúng không? Không chịu cũng lên. Bơi nữa. Sau kết thúc một ngày khá là ăn chơi vất vả thì bây giờ vợ chồng mình sẽ thay đồ tắm rửa và sẽ có một bữa tối nha. Cảm rồi. Cảm không ạ? Tưởng con cảm như đây, ba cảm trước rồi. Bây giờ nó hành quá. Chưa làm gì nhá. Mới chỉ có mình tự sướng thôi. Đó là chụp hình thôi mà. Chưa hề làm một cái gì luôn. Trở thành nghệ sĩ ngầu hả? Con có thích trở thành giống ba không? Ba đâu phải nghệ sĩ ngầu không? Ba đâu phải nghệ sĩ ngầu không? Ba là gì? Ba là ba. Ba không phải nghệ sĩ à? Không phải. Ba là ai? Ba làm nghề gì? Ba là... À, ba thành lập công ty luôn à? Ủa, thế ba chưa lớn à? Ba lớn lắm rồi. Ba lớn rồi mà. Ba phải lập công ty á. Ba phải làm giám đốc. Ôi dồi ôi, thế à? Đấy, tức là ba không làm nghệ sĩ mà ba sẽ làm giám đốc đúng không? Giám đốc. Cho mẹ là cô dâu. À, mẹ làm cô dâu à? Thế ai chú rể? Cái này ba. Là... Ba chú rể. Lao công kim luôn giám đốc. Thành lập công ty một thành viên. Còn mà thì là đây sáng đi rồi con trai chơi đây. Ba muốn anh ấy lớn lên anh ấy sẽ thành một cô bé hoàng khăn đỏ. Còn cô sao sẽ thành nhiệm vụ của cô thơ là thành người quyết sơn. Chị sâu hả? Chị sâu mà con có là con trai của thơ mà. Vậy còn cô Bi lớn lên cô Bi sẽ như thế nào? Thành nghệ sĩ. À, cô Bi mới là nghệ sĩ à? Nghệ sĩ. Nghệ sĩ thì con sẽ có tài năng gì? Hát ca hay hơn. À, hát ca hay hơn à? Ừ, gì nữa vậy thôi hả? Như là ai nhảy là đẹp sắc. Nhảy xuất sắc hả? À, tức là một nghệ một ca sĩ này. Là một vũ công đúng không? Bây giờ cô Bi hát thử cho ba nhau bài xem là coi không, bài gì nhất để chị nói cho mà nghe để coi coi là con có tố chất làm nghệ sĩ không thì con sẽ hát bài gì con sẽ hát bài đó. Bây giờ là giờ ăn tối sau một ngày vui chơi miệt mài, bây giờ là giờ ăn tối của cả gia đình. Anna đói chưa? Đói không? Không cảm xúc. Món của Kumi đấy à? Đây là món gì? Bơi ơi. Bây giờ thì mình phải xếp hàng để mà chờ lấy những cái đồ hải sản. Khó nhỉ bạn? Mình đứng đây không khác gì nướng mình. Không sao. Nói chung là mình xếp hàng cũng khá khá thời gian rồi đó. Yeah.
vừa nhảy dưới kia xong. Con đấy vừa gặp mẹ bye bye luôn đấy. À, con vẽ cái kem. À, lúc này con nói là con sẽ vẽ một bức tranh kem đúng không? Đúng rồi. Thế đây là kem gì vậy? Kem này gọi là, đây là kem gì? Kem dâu. Kem dâu nhưng mà hình kem gì đây? Hình cái giống cái kèn. Đây là cái hình kem ốc quế. Đây là kem ốc quế này. Kem dâu này, ô kem dâu, trên kem dâu này có quả gì đấy? Quả dâu đây à? Không, cái đó quả cherry. À, quả cherry. Ồ, đúng rồi, đây quả cherry hơn mẹ. Con vẽ nhà thú cưng. Nhà thú cưng rồi, mẹ chờ. Dễ đi miêu tả cho mẹ. Đây là nhà thú cưng của Kobe. Kobe mà không miêu tả thì mỗi người sẽ tưởng tượng ra một tiếng khác. Đây là con gì? Con cá. Đúng rồi. Tinh tinh da nha nha nha. Đi đi đi. À, hay là cầm như này đi vẽ con cá đi, mẹ cầm cho. Xong đi vẽ con cá. Con dễ mẹ mà. Chính xác chưa? Cái này là cái vai. À. Cái vai. Con là già luôn. Bi có cần mẹ ngồi đối diện để cho Bi vẽ không? Xin chào mấy bạn, đây là ghe mẹ mình đây. Xin chào mấy bạn, đây là cái mẹ mình đây. Đây là cái mẹ. Con đang vẽ mẹ, đây là bức tranh vẽ mẹ chứ không phải đây là cái mẹ ha. Đây là bức tranh vẽ mẹ mình. Con mình gọi cái mẹ mình đây. Ngày hôm nay là một ngày rất là thú vị khi mà từ sáng sớm cả gia đình đã bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến Phú Quốc. Đây là lần đầu tiên mà cả gia đình Thi và Hiển có mặt tại Phú Quốc, bởi vì nói thật là chưa bao giờ đến đây cả. Và cho nên là cũng chưa bao giờ được trải nghiệm và cảm thấy thú vị như này. Mới là ngày đầu tiên thôi nhưng mà thấy rất là thoải mái. Buổi sáng đến đây thì vào cái villa này cảm thấy là phòng ốc thoải mái này, đẹp, sang trọng. Và phòng ăn thì cũng ăn uống tơi bời, coi như là rất là sung sướng. Và đặc biệt nhất là Thi chú trọng đến hai con của mình, Kobe và Anna đã có những bữa ăn rất là ngon. Đó. Và bây giờ đã là 9 giờ tối rồi thì nói chung là hai bé chưa hề có triệu chứng muốn đi ngủ đâu. Tóm lại là nhà bao việc đến đây ngày đầu tiên là tạm dừng. Bây giờ gia đình Thi và Hiển sẽ đi ngủ nha.